lòng Nhật Phú, nay con nghe Đức Phật tiên thuyết trong kinh Địa Tạng giảng nói về những sự không thể nghĩ bàn của Đại Thánh Địa Tạng. Con xin tâm cảm động và chân thật, một lòng một dạ, nay đối trước Đại Thánh Địa Tạng xin được phát lời nguyện này. Con nguyện từ hôm nay chọn đời chọn kiếp đến tận cùng đời vị lai chân, những đến ngày con thành Phật, con nguyện đời đời kiếp kiếp được quy y nương tựa nơi ngài. Con nguyện đến tận cùng vị lai, những đến ngày con thành Phật, đời đời kiếp kiếp con nguyện sẽ dùng trăm ngàn phương tiện dẫn dắt, khiến dụ khiến cho hết tất thải tất cả chúng sinh đồng biết đến ngài và quy y ngài, hầu làm cho tất cả chúng sinh đều được lợi ích lớn. Đại Thánh Địa Tạng, con ngưỡng mong ngài rủ lòng đại từ bi thương xót mà chứng minh cho sự quy y cùng lời nguyện này của con, khiến con đời đời kiếp kiếp đều không bao giờ quên. Mất thiện nay con là phàm phu ngu si vô trí, nghiệp chướng sâu nặng, ngưỡng mong và Đại Thánh rủ lòng từ bi thương xót con cùng hết thải tất cả chúng sinh mà gia hộ cho con cùng hết thải muôn loài đều được an lạc, mọi nghiệp thải đều tiêu trừ, mau đạt được bốn tâm thanh tịnh, rút ráo rồi đều mau chóng thoát ly sanh tử thành đạo Bồ Đề. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Quy y Địa Tạng Bồ Tát, con tên Đoàn Nhật Phú, nay con nghe Đức Phật tuyên thuyết trong kinh Địa Tạng giảng nói về những sự không thể nghĩ bàn của Đại Thánh Địa Tạng. Con xin tâm cảm động và chân thật, một lòng một dạ, nay đối trước Đại Thánh Địa Tạng xin được phát lời nguyện này. Con nguyện từ hôm nay chọn đời chọn kiếp đến tận cùng đời vị lai, những đến ngày con thành Phật, con nguyện đời đời kiếp kiếp được quy y nương tựa nơi ngài. Con nguyện đến tận cùng vị lai, những đến ngày con thành Phật, đời đời kiếp kiếp khóc con nguyện sẽ dùng trăm nghìn phương tiện dẫn dắt, khuyên dụ khiến cho hết tất thải ý tất cả chúng sinh đồng biết đến ngài và quy y ngài, hầu làm cho tất cả chúng sinh đều được lợi ích lớn. Đại Thánh Địa Tạng, con ngưỡng mong ngài rủ lòng đại từ bi thương xót mà chứng minh cho sự quy y cùng thời nguyện này của con, khiến con đời đời kiếp kiếp đều không bao giờ quên. Mất thiện nay con là phàm phu ngu si vô trí, nghiệp chướng sâu nặng, ngưỡng mong
Đại Thánh rủ lòng từ bi thương xót con cùng hết thảy tất cả chúng sinh mà gia hộ cho con cùng hết thảy muôn loài đều được an lạc, mọi nghiệp thải đều tiêu trừ, mau đạt được bốn tâm thanh tịnh rốt ráo rồi đều mau chóng thoát ly sanh tử thành đạo Bồ Đề. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, xưng danh hiệu chư Phật, phẩm thứ 9. Lúc đó ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nay con vì chúng sanh trong đời sau mà phô bày sự lợi ích, làm cho trong vòng sanh tử đặng nhiều lợi ích lớn. Cuối sinh Đức Thế Tôn cho phép con nói đó. Đức Phật bảo ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Nay ông muốn khởi lòng từ bi cứu giúp tất cả chúng sanh mắc phải tội khổ trong sáu đường mà diễn nói sự chẳng thể nghĩ bàn. Bây giờ chính đã phải lúc vậy, ông nên nói ngay đi. Giả sử ông có thể sớm làm xong nguyện đó, ta dù có vào niết bàn cũng không còn phải lo ngại gì đến tất cả chúng sanh ở hiện tại và vị lai nữa. Ngài Địa Tạng bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, vô lượng vô số kiếp về thọ quá khứ, có Đức Phật ra đời hiệu là Vô Biên Thân Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe danh hiệu của Đức Phật đây mà tạm thời sanh lòng cung kính, liền đặng siêu việt tội nặng danh sanh tử trong 40 kiếp, huống là sẽ đắp hình tượng cúng dường tán thán. Người này được vô lượng vô biên bức phước lợi, lại hằng hà xa kiếp về thọ quá khứ, có Đức Phật ra đời hiệu là Biểu Thắng Như Lai. Như có người nam người nữ nào được nghe danh hiệu của Đức Phật đây, phát tâm quy y với Phật trong khoảng khải móng tay, người này chọn hẳn không còn thói chuyển nơi đạo vô thượng chánh giác, lại về thọ quá khứ, có Đức Phật ra đời hiệu là Ba Đầu Ma Thắng Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây thoát qua lỗ tai, người này sẽ được 1.000 lần sanh lên sáu tầng trời cõi dục. Huống nữa là trí tâm xưng niệm lại bất khả thuyết vô số kiếp về thọ quá khứ, có Đức Phật ra đời hiệu là Sư Tử Hống Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây mà
phát tâm quy y chừng trong một niệm. Người này sẽ đặng gặp vô lượng các đức Phật xoa đảnh thọ ký cho. Lại về thuở quá khứ, có đức Phật ra đời hiệu là Câu Lưu Tôn Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của đức Phật đây, chí tâm chiêm ngưỡng lễ bái hoặc lại tán thán. Người này nơi pháp hội của 1.000 đức Phật trong hiền kiếp làm vị đại phạm vương, đặng Phật thọ ký đạo vô thượng cho. Lại về thọ quá khứ, có đức Phật ra đời hiệu là Tỳ Bà Thi Như Lai. Như có người nam người nữ nào được nghe danh hiệu của đức Phật đây, thời mãi không còn xa đọa vào chốn ác đạo, thường được sanh vào chốn trời người, hưởng lấy sự vui thù thắng vi diệu, lại vô thượng vô số hằng hà sa kiếp về thọ quá khứ. Có đức Phật ra đời hiệu là Đa Biểu Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của đức Phật đây, liền khỏi đọa vào ác đạo, thường ở tại cung trời hưởng sự vui thù thắng vi diệu. Lại về thọ quá khứ, có đức Phật ra đời hiệu là Biểu Tướng Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của đức Phật đây, sanh lòng cung kính, không bao lâu người ấy sẽ đặng quả A La Hán. Lại vô lượng vô số kiếp về thọ quá khứ, có đức Phật ra đời hiệu là Ca Sa Chàng Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của đức Phật đây, thời người này sẽ siêu thoát tội sanh tử trong 100 đại kiếp. Lại về thọ quá khứ, có đức Phật ra đời hiệu là Đại Thông Sơn Vương Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của đức Phật đây, thời người này đặng gặp hằng hà chư Phật nói nhiều pháp màu cho đều đặng thành đạo Bồ Đề. Lại về thọ quá khứ, có đức Tịnh Nguyện Phật, đức Sơn Vương Phật, đức Chí Thắng Phật, đức Tịnh Danh Vương Phật, đức Chí Thành Tựu Phật, đức Vô Thượng Phật, đức Diệu Thinh Phật, đức Mãn Nguyện Phật, đức Nguyện Duyện Phật, đức Bất Khả Thuyết Đức Phật Thế Tôn. Như thế, tất cả chúng sanh trong thời hiện tại cùng thọ vị lai, hoặc là trời, hoặc là người, hoặc người nam, hoặc người nữ, chỉ niệm một danh hiệu của một đức Phật thôi, sẽ được vô thượng công đức. Huống nữa là niệm được nhiều danh hiệu, những chúng sanh đó lúc sanh lúc tử ước đặng nhiều phước lợi, không còn phải đọa vào ác đạo nữa.
như có người nào sắp mạng chung hàng thân quyết trong nhà. Nhận đến một người vì người bệnh sắp chết đó mà niệm lớn tiếng danh hiệu của một đức Phật. Thời người chết đó trừ năm tội lớn vô gián, các nghiệp báo khác đều tiêu sạch cả. Năm tội lớn vô gián kia dù rất nặng, về đáng lẽ trải qua ức kiếp hẳn không ra khỏi đặng quả khổ, nhưng bởi lúc lâm chung nhờ người khác vì đó mà xưng niệm danh hiệu của Phật, cho nên những tội nặng đó cũng lần lần tiêu sạch. Huống là chúng sanh tự mình xưng danh hiệu của chư Phật, người này đặng vô lượng phước lành, trừ diệt vô lượng khổ. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Ha ha ha, Bồ Tát Bổn Nguyện.